Chào cả nhà. Nhà. Rồi hôm qua là do có việc bận nên không ra clip cho cả nhà được. Hôm nay mới làm clip. Rồi hôm nay là Huy với bà Bá đang chờ đợi để mẹ Mai đem cái hộp rút thăm trúng thưởng ra để chuẩn bị đi chợ cả nhà. Này mà chắc bà xã mới thất thủ nữa. Chứ bữa trước là Huy với bà Bá được 500 ngàn rồi. Rồi cái đó chỉ là hên thôi, không biết sao mà bà Bá lúc nào bà Bá cũng rút được số tiền lớn hết cho cả nhà. Tiền lớn ăn mới đã. Huy á, nhiều lần Huy tưởng là được 20.000 rồi. Huy chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nhưng mà vẫn 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 chưa chưa có bị dính vô 20.000, rất là nhiều. 20.000 bị mẹ Mai lấy ra bớt là 2 tấm rồi, là còn có 2 tờ 20 thôi, mà tới 3 tờ 30 lận mà chị vẫn chưa bóc dính được vô số Bà nhỏ. hỏi mẹ xong chưa? Xong chưa chạy? Chưa chạy chưa chặt rồi. Ông gia cho người ta giúp thăm trúng thưởng để người ta đi chợ thôi. Bữa nay không biết có thất thủ Bữa đâu bữa nghe. nay con nói rồi, có 20 thì con cũng có món rồi, con có cách rồi. Cái Bà, gì? cái này Như là một nhân khẩu, một khẩu mà ba người. gì Tại vì Hà Duy Na nó đi công chuyện rồi, nếu mà về kịp là ăn luôn, còn không về trời kịp ơi. thì Chủ sĩ xuất hiện, chủ sĩ xuất hiện. Bây giờ mình phải trình chứ. Mình trình trình đàng đó, mình hoàng. trình đi. Nói chung cái này mình Rồi trình cả Huy, nhà, mình mà cái này trình Huy là ra. Huy đã làm hai 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 lần rồi, nhưng mà vẫn phải cho cả nhà biết là cái mệnh giá tiền hiện tại là còn Một bao hai nhiêu chục, phiếu nha cả hai chục nhà. Tại vì có người mới vô xem á, người 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 khác không biết cho nè. nên phải cho người khác biết. Rồi 20 hai tờ nè cả nhà, 200 đó, hai nha. trăm một Rồi có tờ, thêm hai ba chục nữa không nha, tôi bóc chục trúng ba dán chục triệu nha. 500, 50, 100, một 30 triệu, nè. ba chục, 30. ba chục, ba tờ, 20, hai tờ. Vậy mẹ Có xác thêm định vậy không? nha, mẹ không Chấp có thêm nhận bớt gì phải không? không? Rồi. Chấp Thôi nhận. thôi thôi bây giờ bỏ 1 triệu đi. Ôi, 1 triệu là giá đặc biệt của người ta mà đâu phải ai cũng rút là Nhưng rút mà 1 triệu, đâu. nếu mà bây giờ giao quyền cho Huy bốc công bằng nhất luôn. Rồi. Có gì ăn nấy. Rồi. Gian bàn 1 triệu. 1 triệu rồi đó. Giờ mới 1 triệu rồi. Con coi bao Đâu? nhiêu. Là bao nhiêu? Được nhiêu? Giá 1 triệu đi. À, 30 ngàn. Rồi xong luôn. Ơi, 30 ngàn gì xong luôn. 30 ngàn cũng được vậy. Có gì đâu mà xong. Chết Ba chục rồi. ngàn Biết xong sĩ luôn cả rồi. Tưởng 300 nhà ngàn. Rồi xong luôn. Không chịu tự đưa tao bắt cho. ơi. Tiêu luôn rồi cả nhà ơi. Dạ Xong luôn. kìa. Là chú hủi bác cười kìa. 30 ngàn. Rồi. Đi mua rau. Thôi tôi mua gì tôi mua kệ tôi. 30 ngàn. Tôi mua gì tôi Nè, mua ba quyền chục của ngàn tôi. nè. Rồi. Biết nói gì hơn đây. Bây giờ Thôi đi hai được chục. có 30 ngàn cả nhà. Bây giờ thôi. Thôi Bây giờ liền lại giá kia cả tờ nhà. lưỡng lự tư lự quá không biết sao nữa trời. Thôi là phải thối lại 20 cho mẹ Mai nữa. Nghĩa hả? Bây giờ mình mượn ngày mai mình trả luôn được Không không? có đâu. Hai chục, ba chục là ba Ba chục chục rồi. à. Ủa trong đó nữa Ủa? hả con? Trong kia Đâu? này hả? Đây nước, sáng giờ hai vợ chồng đi bắt nè. Hai đứa đi bắt kênh chép hả? Đâu tao coi coi. Đâu mà Còn mày đi Đâu? liền, hôm nay là Mày tính đáng cái gì? Mày lấy nón bảo hiểm mày đựng ra coi. bỏ vô cái mâm nè, cái bàn Đây nè, bạn coi, mày đổ vô đây coi. bỏ vô đó dơ cái nón Sáng giờ sao. hai Đổ đây chồng đi coi. bắt nữa. Vậy mày bán bao nhiêu? Cái món này Ủa cái này bà giống nội ơi, cái này chắc là bằng ta sò bỏ lụa luôn nè, chim chép bự bự không à, sò lụa. rồi bắt tiếng mấy đồng hồ đó. Thôi Nè, 5 ngàn đi. Ông bà thôi, cái này 5 ngàn chứ bao nói nhiêu. gì trời em ơi, ông nói em năm vậy ngàn như cho tiền chi đâu hả? trời ơi Đi phải sức kem tắm nắng 5 ngàn hết rồi. mày bán tao 5 ngàn đi, năm rách cái quần luôn rồi nè. ngàn Bắt cho chết mà rách cái quần luôn rồi là cho biết ơi rồi, 5 ngàn thiệt sao mày tình. được á. Năm Thôi bây giờ năm ngàn chục ngàn đó. Không có 50 ngàn đâu, người ta Có bóc được đâu, có có 30 đâu, ngàn cái à. đâu mà giữ vậy, tao bắt được có 30 ngàn à. Vậy tao mua mày cái này 10 ngàn thôi. Bây giờ gì Không, nè, không bây giờ tính gì nè. 7 ngàn à, Rồi còn đưa hết 3 30 ngàn ngàn còn đi. ngũ hành nữa. Đưa hết 30 ngàn đi. Không dám đâu. Rồi 30 ngàn trong chép không ai ăn Không, được. rồi, món này tao không có Ông chơi vô đây rồi. sao đủ ăn. Như Em đủ phải ăn. hỏi hỏi Bây giờ điêu giá rồi, bà điêu giá 7 ngàn kìa. 15 Không, ngàn thôi. Cho người ta có không dám cái thêm 15 10 đâu, ngàn trời ơi, đâu đi kiểu mua vậy. rau xào Thôi. nữa. 15 ngàn con ta còn lấy 10 ngàn đi mua cái Em. quần mới nữa chạy. Bây giờ đường nào mà anh không ăn được cái này. Em. Cái này Nè, cô quẹt, nè nhìn cô quẹt nè. kinh Không chứ. được, cá Mẹ, không được, gấp đây nè, gấp gì nè, gấp cá chả gì nè. Đây nè, đâu rồi, ở đây nó gấp nữa nè. Thôi mà giặt cái gì nữa. Gấp nhiều lắm, gấp hết luôn. Ôi, dễ con là vậy đó. Dễ con nó gấp Biển gì là nữa. Bây giờ gấp. mười 15 ngàn. ngàn.
10.000 ta đi mà mua cái quần mới còn 5.000. Ờ, bây giờ như nè, mình không mua cho, nếu mà ảnh có lòng thì ảnh làm món gì ảnh đem vô, ảnh phụ vô ăn cơm. Ủa gì kỳ vậy? Không. Phải có 30.000. Thôi tao có 30.000 rồi. Có 30.000 à. Hả? Cho. Ờ cái này cho được mà. Phi luôn phải không? Chỉ cho em phi khỏi nhưng... suy nghĩ gì. Thôi rồi. Vậy là khỏi mua. Em suy nghĩ là mua cái gì ngon ngon ăn nhiều nhiều. Có 30.000 thôi. Có 30.000 thôi sao bằng bụng được. Chung món này giờ cũng khác không mà, muốn ăn rồi mai mới ăn được thôi, bị cho. Cho ngâm rồi, cho ngâm muối rồi, ngâm mớt rồi nhảy vô hết luôn. Ừ thôi, mình xào gì cây cây mình chơi nó mắm nó khô quẹt lên được cũng được. Trời ơi, chim chế mà con đếm được luôn nè. Đúng rồi, con mười lắm. Chị kiếm với tay của chị thôi, à. Nè. Vậy nè. Rồi, vậy là cho cũng đỡ rồi phải không? Thôi. Quay hai cho con mình đi chợ mày ơi. Lẹ thôi, đi vô. Rồi. Như có hùng đi. À coi như có hùng là một xíu là cho ăn gì ngon nha. Rồi giờ tao mới không ngon có 30.000 thôi chơi. Vô ký cái quần thay. Ông bà ơi có 30.000 rồi ngon. Nội ơi. Rồi giờ Huy với bà bá chuẩn bị đi chợ, còn cái này chém chép để mẹ mai ở nhà mẹ mai ngâm. Đi chợ lẹ đi. Mẹ mai ngâm cho nó nhả cát ra. Đó 30.000 mua về làm gì ăn rồi trời. Dạ em cũng biết nè, em qua em cũng hoang mang lắm. Tao đang hoang mang. 30.000 á chỉ có thiếu điều đi xin thôi chứ. Không dám đâu, 30.000 xin gì. Hai giờ chạy qua nhà 6 xin mới rau. Không không. Còn sẵn á nếu mà có dư con gà nào xin con gà vậy luôn. Không có cho. Đã. Nè. 30.000 là đưa lại 50 cho tôi. Vậy là, không vậy là đưa thẳng ra 30 luôn không? Chắc nghỉ bóc luôn quá. Tôi thấy hai cha con được 30.000 cho ngồi coi do thấy tội quá. Thì cho thêm đi. Cái này chắc không có đâu. Chắc nghỉ bóc luôn quá. Có ăn có chịu. Thôi bây giờ chưa hai cha con tôi đi chợ nha. Rồi đi đi. Thôi chờ tôi mua. Tôi mua ngỗng quay Bắc Kinh gì cả. Ờ đi đi. Thôi mình đi chợ cái gì 30.000 à. Biết gì đi. Thôi cả nhà Huy với bà bá đi chợ luôn. Chắc sau này để Huy để bà bá bóc quá. Mày không được hên rồi. Mà để tao bóc ra 1.000.000 bạc đó tao mày. Đi thành phố, chợ thành phố hay hơn. Rồi, cả nhà ơi, bây giờ mình tới chợ rồi đó. Bây giờ hai cha con mình bàn cái cho nó kỹ là 30.000 à, chứ không phải là 300.000 nữa. Bây giờ Huy với bà má hồi nãy cũng có nói chuyện sơ là bây giờ nhà Huy là có bạc hà ở nhà. Bây giờ là Huy với bà má mua thêm nguyên liệu. Bây giờ để làm món canh chua. Rồi cái chanh chép nãy anh Di bắt về á, chanh chép canh chua sẽ bỏ vô trong canh chua luôn. Đúng rồi đó. Đó rồi sẽ còn làm thêm, còn dư lại thì mình kiếm cái mình mua thêm, nếu mà mua được cá thì nhà mình làm cá kho tiêu kho tộ gì đó. Ừ đúng rồi đó, chính xác luôn. Vừa ngon luôn á, thảnh sọn luôn đó. Một món mặn với một món canh. Đúng rồi. Đó, nếu mà còn dư nữa là hai cái trứng. Rồi mình 2.000 hành. Rồi mình chiên cái miếng trứng hành đùa. Đánh trứng là chiên mà đánh. Cái này là cho quyền là coi như là đồ ngoài giường là mình làm được chứ mình không được quyền lấy đồ trong nhà. Rồi chỉ đường mắm muối đó nêm nếm thôi. Huy với bà bá lại sạp có bây giờ quyết định gì đó hợp lý ha cả nhà ha, đúng không? Để mua thêm gia vị của canh chua. À, mình cũng muốn chia rồi sẻ còn là nhiêu dư tiền mới tính được á. Không, mình cũng muốn chia sẻ là 30.000 á, nhiều khi cái đắng đàn ông mình á lỡ mà có đi chợ á, cái tính theo mình vậy là ok à, chứ không có gì chân 30.000 nhắn ăn được 5-6 người luôn. Thôi bây giờ mình đi thôi, mình quyết định gì đi ha cả nhà. Rồi ok ha. Rồi à, đi thôi cả nhà. Cái gì cũng súng không vậy? Hả? Không, nhà mình có, nhà mình có bạc hà, giờ mình mua không có được. Mua, giờ mày cho mình định mua gì? Mua gì? Để nhiều lắm. Chị định mua gì? Tao mua đơn tao mua chút xíu chừng vài cộng ngon. Cái lại ba cái trứng, ba trứng vịt để đánh hành á, ít hành, hành ngò ôm hết 5.000. Chắc rồi, chờ tiền mua cá nữa nha. Ừ. Me rồi nữa đó. Me có thịt nhỏ chị. Nhiêu? Ủa, me mình có me trái không? Không, me trái chiều mới được. Cái này bán gì? Cái này 10.000. Không, mình mua 5.000 đi. Kìa có hai hộp lẻ, chở tới hai hộp bây giờ. Có hai hộp lẻ không chị? Lấy đi. Rồi, ok. Đó, hai hộp lẻ. Giờ lấy miếng ngò ôm với lại miếng hành lá. Đây cho kiếm ngò ôm. Bà ôm thấy chị.
giờ còn thiếu gì cha? Còn thiếu ngon với lại ngon ngon ít cá nữa. Cá ngon ôm cá với hành giờ cần làm cá con luôn. Rồi đi đi cả nhà, đi mua ngò ôm cá với hành nữa nha cả nhà. Em mua cái này 5.000, vậy là còn 15.000. mình mua cá bây giờ nó rẻ đó, để vô coi cá nào được ký chừng thì còn 30.000 nuôi được mấy ký á. Thôi đi vô chổng coi thử biết. 5.000 về đây mua đậu dòng nữa. Đậu dòng á, cánh có tổ. Cho tính gì luôn á. Còn 15.000 nha cả nhà. Không rồi vợ. Hết cá rồi. Ồ, cái chất cũng mà. Đâu có cái khác hả? Cái đục mới phơi rồi kìa. Ờ, cái đục hả? Ở cá đục cũng được. Mình mua bao nhiêu ký vậy? Dạ 80, chứ không nhiều quá. Mua chút xíu về làm có quẹt ăn chơi à. Đó, thì mua 20 ngàn đi được. Cái này 10 ngàn có bán không? 10 ngàn thì được mấy con. Rồi mấy con à, cho ăn mấy con. Ha, trời ơi, bán cho tôi 10 ngàn đi. Trời ơi. 10 ngàn thì được mấy con. Rồi, đây là cá nè, không? 20 ngàn đi. Tại mình đi chơi mà cái nhà. 20 ngàn đi. Thôi, mình có 10 ngàn, tại bán như bán. Trời ơi, cái làm con quẹt tôi ăn cũng được nữa. Có mùi cá là có mùi tanh là có chắc rồi. Tại tài nguyên không cho phép cái gì. Cá nó ngon quá trời luôn á, tôi mà có 20 ngàn quốc luôn rồi. Nè, giờ cảm ơn nha. Trời ơi, dạ, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị. Không điện quá. 5 ngàn nhiêu đây nè? 5 ngàn. Đủ rồi. 5 ngàn đậu rồng để chấm cá đục kho tổ. Không biết á, mình lấy cái nửa ký luôn á. Mình đâu có biết đâu. Thôi, vậy đi về. Bữa mấy con bò đây nè, bữa định me tụi nó, định lấy cước tụi nó về để bón phân cho cây đó cả nhà, mà giờ không thấy nó đâu hết trơn. À, nó đây nè, nó hay ăn cỏ đây nè. Thôi đi về cho, bữa nào ra tìm nó tiếp. Mấy con bò này tha cho nó bữa nay đi. Rồi hoàn thành buổi đi chợ đầy sóng gió với 30.000. Rồi đầu bếp rồi. Ra nhà hàng. Ra nhà hàng. Thì có gì cậy người ta lấy dỗ ra đựng em. Đi lấy dỗ ra. Có lấy dỗ để sẵn rồi chị. Hơi thiếu nước nha em. Không sao đâu nha. Đừng có chơi sen nha. Thiếu nước. Ủa trời đâu giống. Trời ơi em. 1 ký hả? Hình như là 50.000 một ký đó. Trời ơi nó bán cho anh á. Nó nói 1 gram 5.000 mà anh tưởng 1 kg 50.000 mà lựa tao lựa ký thế luôn tèo lựa đầu dòng ký thế luôn lựa gần nửa ký nó trời ơi nó tới 20 mấy ngàn 1 gram có 5.000 à trời ta phát cười quá trời nè, cá đục lắm vậy trời ơi trời cá đục kho quẹt nha tôi nói rồi á cá đục kho quẹt ngon lắm. Ủa, ơi nó canh chua hả? À, canh chua cái chua này gì vậy? Không chua sao lạ vậy để tôi cho tính giờ mày đem trứng lên đi. Hai trứng với miếng me nè tại cho lấy đồ ở giường à. À, hai me me nha, me nấu canh chua với lại chim chép nha, đặt hai chim chép nha. Ủa chim chép rồi cá con chua à? Rồi đúng rồi đặt hai gì ta đặt hai nói chung là em với cha lúc lên đường là tính vậy đó, còn mẹ nấu sao chuyện của mẹ tính vậy là gọn đó. Còn ngon hành này nha, nè có đầy đủ nha chứ không phải là tôi nè ngò ôm nè anh ơi thất bại rồi em ơi nè. Đó, bao nhiêu đây thôi là thịnh soạn nè, phải không? À. Không có gì đâu nè. Đây, cá đục này là cha kia đi kho tổ, cha mua người ta 10 ngàn. Ừ. Cái đục 10 ngàn nó nói hả? Nó 50 ngàn, nó báo nó trời ơi, tôi ăn kho quẹt cũng được, tôi có cái mùi tanh là tôi sống được rồi. Nó nói như nè. Rồi, tôi bán rẻ cho nó nghe. Rồi, trứng này là bà bá nói là đập ra, đánh lên rồi chiên với hành. Nè, hành nè. Còn me với này cắt bạc hà rồi. Vậy là tâm tổng là bao nhiêu món? Nè. Nấu với ba món luôn hả? Chim chép là canh chua. 30.000 đi ba chợ luôn ba món. Chúng ta tính thôi á. Để con chống mắt lên coi mày nấu làm sao nha. Ngon ôm này nha, canh chua ngon nha. Rồi ra đi cắt bạc hà nữa cha là xong đó. Cắt bạc hà đi. Đó mẹ mày đi cắt bạc hà nè. À. Chào cả nhà.
Bữa nay hai trẻ con nó móc trúng 30 ngàn. Vậy cái đi mua đồ gì nè, về cho mình chế biến. Bây giờ để thì mình cũng chế biến đại đi chơi. Có món ăn cơm rồi cả nhà. Con với cha là kiểu là lên món để dễ đi chợ thôi, chứ mẹ muốn làm gì thì tìm mẹ thôi. Mẹ muốn làm món gì thì tìm mẹ thôi. 30 ngàn mà làm được hai món một canh đó. Làm nước màu nha cả nhà. Nước mắm. Đường. Hai muỗng đường. Rồi nè, đi bữa nào mình bỏ khá đi. 10.000 cái đục. 10.000 cái đục nè. Cũng nhiều quá. Cá đục, kho quẹ. Ồ, tính ngang này 10.000 đem về là ăn đủ cơm lắm mẹ. Không cần mua khác luôn á. Ừ. Đây cả nhà, 10.000 hơi bị nhiều luôn. Cái chị đó bán hơi bị dễ thương luôn. Tiêu vô. Về xong đó hả mẹ? Ừ, xong rồi. Rồi giờ tới món mới, làm món gì nữa mẹ? Giờ nấu canh đi. Canh chua. Canh chua 7.5. Cái này mình không phi mỡ hành, mỡ tỏi gì trên nha cả nhà, tại vì mình không muốn thử mỡ tỏi. Nồi canh chua 7.5 nha cả nhà. Chim chép. Chim chép nha. Bây giờ mình đem ra, mình đổ ra, tại vì mình ngâm ớt với muối để cho nó nhả cát ra. Đây là món món cuối. Con định ăn cắp trứng gà ở nhà. Con suy nghĩ lại làm việc ác quá, cho nên là mua trứng ngoài đi. Có mà 26.000. Có hành vô. Hành 2.5 nữa là 8.5. Nêm vô chút đi. Con tính không biết tính lộn không nữa, để hồi tính ra nó không đúng 30.000. Ủa sao mà không đúng? Tại vì cái trứng này á, nhà cha vô cha hỏi người ta con cũng không có nghe rõ nữa. 3.000 trứng. Con nghe 3.000 trứng, 3.000 trứng đó. Hai trứng chắc ta bớt 1.000. Ờ đúng rồi, hai trứng ta bớt 1.000. 5.000. 5.000 hả? Đúng rồi. Thêm 2.5 hành nữa là 2.5 hành này là 7.5. 7.5 canh chua với 7.5 trứng chiên. 10.000 cá 10.000 cá kho tiêu với 5.000 đậu rồng. Đó, đủ. Bỏ kem chép vô cho nó thấy vậy, cái là cái mình lấy cái nước nó mình nấu. Bột và ớt luôn ha. Nghe thấy đổ nước me chảy nước miếng luôn. Đường, hạt nêm, muối, bỏ bạc hà vô cả nhà. Giờ chín rồi, bỏ ôm vô. Món thứ hai hoàn thành. Vô nhắc xuống. Giờ làm món cuối thôi cả nhà, chiên. Rồi sao? Món cuối nha cả nhà. À. Rồi ba món. Dạ, xong rồi, xong hai rồi. Món một canh, hai món một canh, chuẩn bị ăn thôi cả nhà ơi. Em ơi, gán ăn nhất nha. Hôm nay xin con có cơm chứ không có. Nếu con ăn cái này thôi là hết dành lắm. 30.000 đó. Con chỉ có quyền ăn cơm không no dám lúng trước 500.000 đâu. Ừ. 500.000 là cuộc sống là vui quá à. Bởi vừa à, bà. Bởi vừa tiền. Cái này để giữa đi. Nè em bóc á. Cái này để giữa đi. Trả tiền con chém chép chưa? Chém chép là hùng à. Trả cả nhà. Bây giờ bữa nay là 30.000 xong rồi cả nhà ơi, làm bữa cơm xong rồi. Quá đỉnh rồi. Ủa nhưng mà cái chém chép mẹ có ngâm ớt, ngâm ớt á. Có. Ngâm ớt á.
Thôi bây giờ thôi cả nhà ơi, thì 30 ngàn là làm nên coi như là một bữa cơm thịnh soạn, đầy dinh dưỡng. Không tin nó không cao sang. Không tin 30 ngàn. Rồi sao món 10 ngàn mày giỡn mày. Cái này là cũng nhờ cái bà bán cá bà cứu cha con phe nè, chứ không là không có như đây đâu. Chị bán cá. Thôi để tao nói nghe, thôi ngồi tao bấy cơm thì tao nói nghe. Cái bà hộp dịch cứu tao 1 ngàn nữa, 11 ngàn. Mà còn có 10 ngàn hả? Ba hộp số 11 ngàn chắc. Hai hộp chứ mua có hai hộp chứ mấy. Hai hộp 6 ngàn mà tính 5 ngàn. 5 ngàn, cái kia 5 ngàn nữa quên. Ê mày đậu dòng mày. Nói một gam 5 ngàn, ta tưởng là một ký lô 5 ngàn, ta hốt cho một ký cho mới vô đó. Nói vô quá, tao làm tao quê mày, tao quê mà tao cũng sợ mà tao buồn cười thiệt. Mời cả nhà ăn chung. Đậu dòng chấm chấm gì đây? Cái món này em làm món gì em? Cá kho tiêu. Cá kho tiêu ha. Không phải nè, phải nó muốn cá kho tiêu đâu, muốn gì không biết nữa. Lạ lắm. Mày ăn đi rồi mày biết rồi, mày nhớ mãi luôn. 30k này thì không kiếm không có đâu. Nhờ tụi bay đi bắt ốc bắt sòi vậy đó, thì nói chung cho thì nếu mà đồ cho thì làm được, mà đồ trong nhà không cho phép. À mới lấy ngoài vườn. Thứ ngon lắm nha. Trời ơi đồ dòng. Ăn đi con, cá nhiều lắm nha anh con, ăn đi ăn thoải mái đi con. Chứ không biết là bắt kem chép ăn đi con. Em ăn kem chép kem kìa. Ừ. Ngon. Tuyệt hết đau tắm. Nên, đưa chén con. Dạ. Con. Nhắn ăn con. 30 ngàn được 3 món hay thiệt. Con chua con chim chép đúng bài luôn ha. Hai tụi bay lạ. Trời ơi trời, món này nhà hàng không có rồi. Món này đâu ai dám nấu đâu, có mình gia đình mình nấu. Tại còn đường nào nữa đâu, hết đường bên rồi. Bà ơi mùi cá rẻ trợn trời, tao tưởng nửa kilo trời. Bắt ăn được mấy chục con, 30 con có 30 con mình ngâm 5, 6, 30 người 5 con. Đâu đâu được 30 con không? 30. 20 con. Chứ tôi chấm được rồi. Hay ha. Ừ. Cô nó bán ăn con chim tép mẹ thật nhiều quá nè. Nó bán cá cành đúng 30 con luôn trời. Nhà đúng 5 người. Bữa mình ăn. Ừ. Ba ốc ngon. 80. Ngon lắm hả con? Con kiếm, con đi chơi, đi chơi nước. Vậy hả? Thì nó rất quần đó. Trời ơi, tội nghiệp quá. Quần bê phên cho nữa. Dâu tôi nha, đi bắt chim chép nha. Mà về á, coi như là tôi cũng không tiền mua nữa, nó cho luôn. Rất có may mắn rồi bà, hôm nay. Còn miếng canh chim chép đây. Trời ơi. Nghe mẹ, dọn hơn bà cái này luôn, đó, bà thầy ăn à. Ôi trời, dữ vậy. Kiếm được, dọn hơn thôi, còn nhiều người khác nữa, nhường đi. Ồ, chim chép dữ vậy. Mời cái nhà canh chép nha, canh bạc hà canh chép rồi. Nè, ủa đâu rồi, mẹ. À, chim chép bên em đi, kiếm mấy chồng yêu chung. Mời cái dạng chung. Mời đi. Đủ dòng. Đúng nước, đúng chắc luôn nè. Cái gì nữa? Rửa sát dưới đất á. Sợ có cát. Ừ, đúng rồi, có cát. Chịu ha, món này chịu ha. Ăn này chưa nóng mà ăn này nữa. Để cảm luôn. Con chép có nước thì chết ngọt á. Ừ, chết ngọt. Hôm nay có thấy con luốc nhiều lắm bà ba. Ừ quên nữa, trứng quá trời luốc. Luốc hả? Luốc mà trứng á nó chưa thành con. Con ngồi con đi bơi nữa. Kéo cái đó kéo lên mà chim. Không chờ thêm 1 tháng 2 tháng nó mới được. Đúng rồi, người ta đi rồi. Luốc con á. Nó chưa thành con, nó sẽ thành trứng à, đang trứng à. Cá nè, cá đi Nan, con. Trứng ở Nan. Ở nước à mẹ. Nè con. Dạ. Con sao con biết? Ăn đi. Có ít mình chia sẻ ít con. Có gì đâu. Nè. Dạ. Ôi. 30 ngàn ăn quá đã. Quý lúng giờ chị có 10 ngàn cũng ăn được, lấy bắp cải xào thôi à. Lúc đó khác trời, lúc này là khác nữa. Ừ khác nữa đó. 30 ngàn mua gì luôn. Giờ 30 ngàn mua bữa gì đâu. Ừ, bây giờ muốn mà phải là đẳng cấp như cha mới đi được. Nghe rồi mà. Chứ mà chúng mình nhai 30 ngàn. Cha chưa có sinh, cha sinh nhờ phân nữa nữa. Ừ. Ừ. Cái gì mà ăn nhín ăn tới chiều. Không, nếu mà 30 ngàn mà ăn được buổi gì thì là 60 ngàn sẽ ăn được 2 buổi. Không. Không, tại mình ăn hết á chứ mình ăn nhín là tăng mình chiều. Mình đi chợ á, cả nhà bí quyết của mình á, mình khen người ta đó là mình khen chị bữa nay vui vẻ quá, chị bữa nay trời ơi có lý quá, này kia hay là gì. Có lý à. Là tự nhiên người ta. Bữa nay chị có lý quá ha chị. Hôm nay chị vui vẻ quá ha, hôm nay chị có lý quá. Dự bán gì cho em nha chị. Cô con cũng lên tiền luôn bà ba, nói nhiều. Ở chị Đạp ơi, cái này bao nhiêu tiền? 1 ký 50. Trời.
Hôm qua mua 30, hôm nay nó mua 50. Khỏi kêu người đẹp luôn. Khỏi kêu người đẹp luôn. Kêu người đẹp mà lên giá không kêu luôn. Người ta biết đường rồi. Ai nói ngọt ngọt là làm lên tiền. Nói nha con. Bao la cá nè con. Chưa hết nữa nè, thấy không? Ăn hết đó, ăn no mà chưa hết cá nữa không? Phải giỡn đâu. Thì buổi trưa nay bữa cơm cũng như là thử thách đó, coi như là phải nói là không phải là 20k mà 30k, thì nói chung cũng tạm ổn cả nhà. Nói chung là cũng tính toán dữ lắm nha. Sao để con bóc là 20k. Giờ bây giờ nói chung bây giờ bóc bao nhiêu ca cũng phải chịu, không? Mình cũng muốn số tiền nhiều để ăn làm thưởng thức để cho cả nhà thấy nó ngon miệng. Mà cái này thì cũng đạm bạc, cả nhà cảm thấy mà ngon miệng thì cũng cho mình một xin cái đăng ký với lại coi hết cái quảng cáo để cho mình có động lực nha. Để mình có thể mình vô cái clip mà mình làm cái thăm 2 triệu 3 triệu gì đó, có thể là mình tính cái chuyện khác nữa. 1 triệu là mẹ muốn bỏ ra hoài rồi, 2 triệu là được giấu luôn. Nếu mà bữa nay mà bóc 1 triệu chắc bà xã chắc bà giả thể luôn rồi. 1 triệu rồi bà bác. Thôi như vậy thôi, clip cũng đã dài nha cả nhà. Xin cả nhà ủng hộ cho kênh Út Huy Vlog nha. Và không quên coi quảng cáo ủng hộ cho để mình có cái động lực nha cả nhà. Rồi, hẹn clip tới cả nhà ơi. Bye bye.